quý cô chú và quý anh chị ha. Thì bữa nay video này chia sẻ mọi người đi giải phân cho vườn dừa nha mọi người. Thì bắt đầu giai đoạn này vô giai đoạn mùa mưa rồi nghe quý anh chị. Đầu mưa dầm rồi. Tháng 8 của mình đó. Thì bão liên tục ha. Đầu mình chuyển qua mưa dầm. Thì mưa thì nó tạo hiện tượng là nước nó dư. Rồi cái dừa mình nó hút nước vô nhiều quá. Trong khi đó thì cái vỏ với cái gáo nó thì nó mỏng nó chịu không nổi. Đầu nó sẽ ra hiện tượng nó nứt trái ha. Nứt trái và nó rụng. Với cái thứ hai nó sẽ làm cho trái dừa mình nó hơi lạc ha mọi người. Nước nó không được ngọt, dư nước á. Cho nên là bữa nay video này mình chia sẻ với quý anh chị là rải phân, cân đối dinh dưỡng nó ha. Và mình sẽ bổ sung hàm lượng kali, canxi, silic cho nó để cho nó cứng vỏ lại ha. Chắc gáo lại. Và tăng cái độ ngọt của nước dừa lên. Thì đối với giống dừa số giống mọi người như dừa xâm lục nè, mã lai thì do hai giống này nước nó ngọt ha, ngọt hơn một số giống dừa khác ha. Đối với những giống dừa mà dừa ta hay là dừa xiêm mà xiêm đỏ trái lớn á, khi mà mưa này nè mình không bổ sung thêm kali ha thì nó sẽ trái nó sẽ lạc ha các quý anh chị. Do đó mình có trồng thì mình nên bổ sung thêm kali giai đoạn này. Đó là một số thông tin để mình làm video này mình chia sẻ đến quý anh chị ha. Và mình sẽ trộn phân để chia sẻ đến mọi người luôn. Hiện tại trời cũng đang mưa luôn nha mọi người. Mưa ướt nhẹp lá luôn. Thì sẵn mưa rồi mình nói chung mưa lâm râm ha. Rồi mình gãi luôn. Gãi luôn thì khỏi cần tưới nước. Chẳng nhẹ công. Một lần gãi làm gãi chung hết cho một vườn dừa ha. Thì sau khi giải phân á, mà đến cái cử mà giải muối thì mình cũng bổ sung thêm muối cho nó ngọt. Thì cái đó rải muối á, thì mình nói trước với mọi người á là dùng đất mình đây là đất không có bị nhiễm mặn nha. Dùng đất mình ở An Giang nó ngọt, nước ngọt hoàn toàn. Cho nên là lâu lâu mình bổ sung muối thêm chất khoáng cho nó. Một lượng nhỏ để cho nó đủ cái chất cho nó ngọt nước dừa thôi. Thứ hai nó cũng đỡ cái hiện tượng mà nước trái nữa mọi người. Còn đối với những bạn nào mà dùng có nước mặn á thì không nên giải nha. Tại đó có muối sẵn rồi. Có dư cái hàm lượng mặn sẵn rồi cho nên là mình không cần giải vô đâu. Thì dùng mình đây mọi người. Mình bổ sung như vậy á thì nước dừa nó rất là ngọt. Ai mà uống dừa rồi thì cũng đều khen hết á, nước ngọt, cực kỳ ngọt luôn. Đây mọi người, đây là hiện tượng mà dừa nó nứt trái ha. Nứt trái khi mà còn non nè. Dừa này cũng bị dính dịp sáp nè, do mình cũng ít xịt. Đó thì hiện tượng mùa mưa, nó xảy ra tình trạng là nó dư nước, nó nứt trái nè. Khi mà nó nước quá nhiều quá, nó giãn á. Giãn nở mà trái dừa mình phát triển không kịp á. Với cái vỏ nó mỏng, thì nó xảy ra tình trạng nứt xong rồi nó rụng ha. Thì hiện tượng này là dừa mùa mưa thì mình nó bị nứt ha. Còn những hiện tượng mùa nắng nó rụng nữa các bạn. Đối với hiện tượng mùa nắng nó rụng là nó do bị thiếu nước nè. Thì nó cũng xảy ra tình trạng nó rụng, nhưng mà rụng thì nó ít có nước lắm mà nó rụng cuống do thiếu nước á. Rồi nó có tình trạng xảy ra rụng hàng loạt nữa mọi người, đó là tình trạng bị sốc nhiệt ha. Khi mà giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa á. Khi mà vừa mình đang hiện tại là mùa nắng đi mà mình không có tưới nước thường cho nó. Tóc ngang mà một hai đám mưa lớn mà dập vô một cái là nó sẽ rụng hàng loạt quả nứt luôn, nứt tè le luôn. Đó là hiện tượng giao mùa của mùa nắng và mưa. Thì cái đó video mình sẽ chia sẻ sau. Còn mình chia sẻ với giai đoạn này là hiện tượng mưa dầm, nó dư nước, nó nứt và nó rụng ha. Rồi mình quay lại chỗ trộn phân mình chia sẻ với mọi người thêm. Rồi thì đợt này mình giải phân 20-15 đầu trâu mọi người cho dừa luôn. Mày chạy đó cũng dính mày khỏi chạy. Rồi mình sẽ bổ sung thêm không ít ra. Tại cái dừa thì cái rễ nó ra rất là mạnh và trái năng quanh năm. Cho mình có thì mình bổ sung vô, nó rất tốt cho cái dừa. Lúc nào cũng tái tạo bộ rễ để cho cái dừa mình nó hút để nuôi trái hết mọi người. Cho nên mình có thì bổ sung vô cho nó. Cử nào cũng pha cũng được, hoặc cử pha cử không. Rồi do mưa dầm nè mọi người, mình sẽ bổ sung thêm kali ha. Thì kali là kali muối ớt. Thì đặc biệt đối với cái dừa nó rất là thích kali muối ớt nha các bạn. Nó rất là hảo kali muối ớt. Nó thích nhất là chất calo trong kali á. Cho nên là nó rất là chịu ha.
Thì đối với mùa nắng á, thì mình sẽ gãi 20-15 không à mọi người. Mình không có trộn, nhưng mà mùa mưa thì mình phải trộn thêm. Thứ nhất là để cho tạo cái độ ngọt của cái trái, cái nước dừa nha, cho nó ngọt lên. Thứ hai nó dày cái vỏ để hạn chế tình trạng nứt. Để cho mọi người xem đây là cà ly muối ớt ha. Đây là cà ly muối ớt mọi người. Thì nó giống hạt muối ớt vậy, nên gọi cái tên chung là cà ly muối ớt cho dễ hiểu. Rồi mình sẽ dùng luôn là hàng silic NC luôn mọi người. Thì bổ sung thêm là chung dư lượng cho nó để cho nó đầy đủ dưỡng chất. Nó tạo cái độ vỏ cho nó dày. Hạn chế nước trái ha. Rồi kẽm luôn, rồi có bo luôn ha, và silic nữa. Rồi mình sẽ trộn nha các bạn. Tháo bao 25 ra trộn. Thì đầu trâu này mình tưởng là mình rải 2 bao mọi người. Rồi mình sẽ trộn cho nó là khoảng 10 kg kali nha, kali muối ớt. Rồi đổ kali muối ớt vô trộn. Rồi kali thì nó khúc này nó hơn 10 kg mọi người. Kali thấy gì nó nặng lắm. Rồi vô đây. Nó nhuyễn như nó nặng lắm. Mình đổ 6 bịch silic vô nha, silic canxi vô. Rồi, đối với humic mọi người thì mình sẽ vô cho nó là khoảng 4 kg ha, cho 2 bao 4 kg humic dạng vẩy nè, cho 2 bao phân đầu trâu ha, 2 bao là 100 kg đó. Mưa này thì cây nó tốt sẵn rồi, mình bổ sung thêm nhẹ nữa thôi. Rồi múc 4 kg vô. Rồi, tầm 4 kg ha các bạn, tầm 4 kg humic nha quý anh chị. Rồi, mình trộn đều lên là mình rải rồi. Do cái trang cào phân nó bị hư rồi nên xài cái máng. Rồi trộn đều rồi mình tiến hành rải nha mọi người, quý anh chị luôn nha. Rồi mình chia sẻ rải từng loại cây dừa lớn nhỏ khác nhau cho mọi người tham khảo luôn ha. Ừ. Rồi chia sẻ với quý anh chị luôn, thì mình rải cây dừa bự nha. Cây dừa này 10 năm tuổi rồi. À, giống dừa sim lục nha mọi người. Từ đó gốc dừa bự này nè mà quý anh chị, gốc dừa bự cây lớn nha, khoảng 10 năm ha, thì mình gãi nó khoảng là 300g một gốc nha. Tại mình gãi cái 20 ngày một cử thì mình gãi giật lại. Thường thì mình gãi chung với cử mít của mình bán á, là 21 ngày mình gãi một lần, thì mình sẽ gãi chung luôn là 21 ngày, thì gãi cho nó là khoảng 300g gốc nha. Còn ai mà gãi một tháng á, thì mình tăng lên là khoảng là nửa ký nha, 400g đến nửa ký. Thì mình quản giải là bung theo góc dừa nha mọi người, bung đều theo góc dừa cho nó ăn. Rồi đối với cây dừa đỏ nè mọi người, dừa đỏ trái bự nè, thì có thể mình giải tăng lên chút nha, 350-400g nha, tại cây cái tàn nó bự hơn mấy cái dừa kia. Thì mình cũng cải chung một ngày vậy đó, 20-21 ngày chung với nguyên dừa mà đâu có giải tách ra được. Thì mà cây bự thì mình tăng lên chút. Thường thì mình giải chung với mấy cái cử mít á, cho nên là giải 21 ngày thường. Rồi mình sẽ, rồi mình cũng giải bung theo gốc luôn mọi người, bung theo cái bộ rễ đó. Thì bung xè bự ra ha. Rồi mình sẽ đi qua cái vườn dừa nhỏ mình rải, chia sẻ với quý anh chị xem luôn nha. Thì như gốc này dừa nhỏ mọi người, thì mình gãi khoảng 200g cho một gốc nha. Thì dừa này mình trồng xen với dừa mít, thì có khi mình gãi mít nó cũng có ăn nữa. Thì mình gãi nó khoảng 200g cho một gốc dừa ha. Thì mình canh nấm khoảng 100g, hai nấm thì 200g nha. Rồi qua đây. Cái nào mà gần gốc mít quá thì mình giải né gốc mít ra nha.
chủ yếu là để cho dừa ăn thôi, nhưng mà mít nó cũng có ăn ké rồi đó. Rồi, đó là một số thông tin mình rải phân cho vườn của mình mọi người. Thì mình chia sẻ đến quý anh chị ha và các bạn cùng xem. Rồi thì video mình sẽ kết thúc tại đây ha. Rồi mình tranh thủ để rải phân cho kịp mưa. Rồi, mưa lớn là hết rải luôn. Rồi chào tạm biệt quý anh chị ha. Rồi chào cả nhà ha.